có người đưa cho cậu cái gì đó để cháu đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với shop của Trùng Cuối và Trùng Figure. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Khang kia bị đút kem mồm. Ngày xưa ngày xưa, ở một thiên hà xa xôi, có một lão cướp biển không gian vô cùng cộng cán, thuyền trưởng Flynn. Lão xuất quỷ nhập thần, thoát ẩn thoát hiện đánh đầu thằng đó. Người ta đồn lão đã cướp bóc được của cải của cả ngàn thế giới. Nhưng rồi một ngày lão im bặt, bốc hơi, chim cút khỏi vũ trụ luôn. Không ai biết lão đã đi đâu. Và tất nhiên cũng đéo ai biết tiền của lão để đâu hết. Người ta đồn rằng lão cất giấu hàng của mình ở một hành tinh hẻo lánh nào đó, hành tinh One Piece. Hết chuyện, vừa lơ thế thôi á. Trái ác quỷ đâu, đại hải trình ở chỗ nào? Cơ mà mỗi thế thôi cũng là quá đủ để khiến tuổi thơ của nhân vật chính của chúng ta, Jim, trở nên nhiệm màu. Tiếc là 12 năm sau, cậu bé ngày nào nay biến thành thành viên của băng tổ lái, phái đua xe. Nhưng ở đời cứ tổ lái với đua xe thì kiểu gì cũng có ngày bị ông Can hỏi tội. Jim bị bắt về với mẹ. Ông Can cảnh cáo rằng láo nháo pháo ăn xe thì đi giáo dưỡng như chơi, nhưng mà vẫn cứ không nghe. Người quen của hai mẹ con Jim, tiến sĩ nói chung là khó đọc, tiến sĩ Tuất, định nói đỡ cho cậu bé, cơ mà bị ông Can quát ngược lại. Jim bị mẹ mắng rằng cậu cứ thế này mãi thì chẳng khác nào quăng tương lai của mình qua cửa sổ. Nhưng mà làm gì có tương lai nào nếu cậu cứ mắc kẹt ở đây với mẹ, quanh quẩn trong căn bếp quán trọ nhà mình. Cậu muốn có một hành tinh, một cuộc phiêu lưu cơ. Jim không biết rằng cơ hội của cậu sắp đến rất gần rồi. Cụ thể là trong vòng 5 phút nữa, một phi thuyền nát bấy đâm xuống cầu tàu nhà Jim. Trên đó là một ông rùa già cau có. Cậu chạy đi giúp đỡ, kéo ông vào quán trọ. Nhưng ông già đã rất yếu rồi. Ông chỉ kịp bảo cậu bé đi mua áo của Trùng Cuối đi, có link ở dưới phần mô tả và bình luận. Và One Piece có thật đấy. Và coi chừng mấy thằng nửa người nửa máy. Ông đưa cho Jim một cái gói đồ nhìn là biết quan trọng, rồi gục xuống, tắt thở. Jim chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một con tàu lạ đáp xuống, chở toàn đầu trâu mặt ngựa. Jim, mẹ và tiến sĩ Tuất chạy trối chết. Tin mừng là họ thoát được mà không bị bám đuôi. Tin xấu là căn nhà trọ của hai mẹ con bị bọn kia đốt cháy rụi. Jim mở gói đồ mà ông rùa già đưa, bên trong có một quả cầu vàng kỳ lạ. Cậu tay máy thì mở ra một bản đồ lập thể của cả dải ngân hà. Trên đó có đánh dấu hành tinh One Piece. Tất nhiên là mẹ Jim không ngưng. Ai đâu điên đi cho con trai cưng của mình đi tìm kho báu cướp biển. Bà định nhờ tiến sĩ Tuất can ngăn con mình. Đen cái là ông Tuất cũng hứng chí y như thằng nhóc. Thời tới cản không kịp, hai chú cháu đóng đồ đi phiêu lưu. Tiến sĩ Tuất và Jim đi đến cảng không gian, thuê một thủy thủ đoàn và một con tàu VIP Pro. Nhìn là biết đắt tiền. Ý tôi là con tàu thôi, chứ thủy thủ đoàn nhìn toàn đầu trâu mặt ngựa. May là thuyền trưởng với thuyền phó trông còn ra hồn tí. Bà thuyền trưởng xin khéo tấm bản đồ của Jim, dặn cậu không được khoe với ai, rồi đá Jim xuống bếp phụ việc. Hành trình này khả thi là do có tiền của chú Tuất và bản đồ của cậu đấy nhá. Jim cay cú lắm, nhưng rồi cũng phải chịu nhịn. Cậu làm việc dưới sự chỉ đạo của đầu bếp Silver, một thằng cha nửa người nửa máy. Lão đầu bếp nuôi một con Pokemon có thể biến thành đủ thứ. Jim thử dò hỏi về lão rùa mới chết hôm trước, cơ mà Silver chối ngay là không quen. Có gì đó rất SUS về cái lão đầu bếp này, nhưng Jim không biết là gì. Con tàu dương buồm đón ánh nắng mặt trời, rời bến, hướng về những ngôi sao và vực sâu. Hành trình bắt đầu. Và Jim thì hết thời gian chơi, cậu sẽ phải phụ việc cho Silver. Tức là mấy việc lặt vặt, đầu rau rải rác gì trên tàu đều là của cậu hết. Hay lắm, thế thì khác mẹ gì ở nhà. Silver bắt Jim đi lau sàn tàu. Jim bị thằng thủy thủ trông như con nhện nó càng bắt nạt. Nhưng may là có Silver giải vây để có thể bắt Jim lau sàn tiếp. Còn lão thì xuống phòng sinh hoạt chung của thủy thủ đoàn, nạt mấy cái thằng đầu trâu mặt ngựa. Phải khốn khổ lắm lão mới lừa được người ta thuê cả bọn làm thủy thủ. Giờ mấy cái thằng não tôm này mà để lộ kế hoạch cướp tàu trước khi thời cơ đến thì có mà hỏng hết bánh kẹo. Thằng nhện chất vấn lão về Jim thì Silver bảo lớp 1 đến lớp 5 lão còn chưa sợ. Sợ gì mà không xử lý được một thằng nhõi con. Quay trở lại bong tàu thì gặp Jim. Cậu cảm ơn lão ban chiều đã bảo vệ mình. Bố cậu không dậy là đừng nhờn với mấy thằng nhìn trông phát hờn à? Bố tao bị rách. À xin lỗi, tao không biết điều đấy. Thế thì để tao dạy cậu. Từ ngày hôm đó, trong suốt cả chuyến hành trình, Silver là người cầm tay chỉ việc, chỉ dạy Jim tận tình từ những việc nhỏ của một thủy thủ. Hay tôi có nên gọi đây là phi hành gia không nhỉ? Chịu. Phim làm đéo, hai cái này lẫn lộn mẹ vào nhau. Jim được Silver dạy cậy hà bám trên thân tàu, gọt khoai, thắt nút, flashback hồi tưởng các thứ. Jim nhớ lại về bố mình, người vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ. Bỏ đi mua xổ số vào một buổi chiều, chắc là chúng giải độc đắc nên đi luôn, không bao giờ quay lại. Cơ mà giờ thì cậu có lão Silver che chở bảo ban Jim như người cha mà cậu chưa bao giờ có. Lão Silver dạy Jim lái thuyền nhỏ, nhưng mà như đầu phim chúng ta đã thấy, cậu này là cháu của ma tốc độ, chưa cần lão già dạy thì cũng biết ôm cua úp vỉa. Về lại tàu, hai chú cháu tâm sự. Silver khen ngợi tay lái và cổ vũ cậu nhóc. Mà chưa kịp đến đoạn cảm động thì đã có biến. Con tàu của họ đang đi đến quá gần một ngôi sao sắp phát nổ. Jim được giao nhiệm vụ kiểm tra và thắt chặt lại dây an toàn để không ai bị đánh văng khỏi tàu trong tình trạng bất ổn thế này. Ê, có phải tôi vừa nhìn thấy đám này đang tự buộc dây thừng để đảm bảo an toàn không? Ý tưởng hay đấy. Công nghệ tương lai buồm đón nắng các kiểu, xong giờ giữ mạng bằng dây thừng.
ngôi sao nổ tung ra rồi tự sụp đổ thành một cái hố đen, hút con tàu vào trong. Thuyền phó bị văng khỏi tàu, may có sợi dây thừng giữ lại. Nhưng đen cái là thằng nhện kia nghĩ rằng việc cắt sợi dây đấy đi là một việc làm vô cùng hài hước, nên ông thuyền phó rơi vào hố đen mất xác. Nhờ sự phân tích dữ liệu tài tình của tiến sĩ Tuất, thuyền trưởng đã có thể lái con tàu ra khỏi hố đen. Có lẽ là vì cốt truyện bảo thế, nguy hiểm quá đi, mọi người vô cùng hào hứng. Nhưng khi đếm đầu người thì lại phát hiện ra ông thuyền phó đã mất tích. Nhưng thôi, đời thủy thủ đó là thế mà. Thằng nhện nói rằng dây an toàn của ông thuyền phó bị tuột, đẩy trách nhiệm cho Jim. Dù không ai trách cứ gì cậu nhóc, nhưng tất nhiên là điều đó vẫn làm Jim suy sụp. Ban đầu cậu cứ tưởng rằng mình đã thực sự đóng góp được điều gì đó quan trọng cho thủy thủ đoàn, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu. Silver an ủi Jim, nói rằng việc thuyền phó mất mạng chỉ là tai nạn, phần còn lại của thủy thủ đoàn còn sống là đều nhờ cậu hết. Lão nói rằng cậu có tố chất để làm những điều lớn lao, nên là hãy tự tin lên, phải vững vàng. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng có để những điều xảy ra ngày hôm nay làm cậu nghi ngờ bản thân. Và khi cậu đạt được đến đỉnh vinh quang, Silver mong có thể ở đó mà chứng kiến tất cả. Lão đầu bếp nhìn Jim bằng ánh mắt của một người cha thấu hiểu, để cậu vùi đầu vào lòng mình mà khóc. Silver đẩy Jim đi ngủ. Khi còn một mình ở trên boong, lão nhận ra mình đã dấn thân quá sâu, trở nên quá thân thiết với cậu bé. Chẳng mấy mà lũ mặt giặc kia sẽ chất vấn rằng Silver đã trở nên mềm yếu, sáng bảnh mắt ngày hôm sau. Khi Jim đang chơi với con Pokemon của Silver, cậu vô tình chui vào thùng hoa quả bên trong kho, ngay lúc đám thủy thủ đang bàn kế hoạch nổi loạn. Thằng nhện đòi ngửa bài luôn, giết hết cả thuyền trưởng, tiến sĩ Tuất và Jim. Nhưng lão Silver mắng nó là đến lúc có kho báu rồi lật kèo sau, ý kiến con cặc. Thằng kia chất vấn Silver, bảo với những thủy thủ khác rằng lão đã trở nên mềm yếu vì đã quá quan tâm đến Jim. Tất nhiên là Silver vẫn chối, lão cho rằng tất cả chỉ là một màn kịch, đánh lạc hướng thằng bé để nó không phát hiện ra kế hoạch nổi loạn cướp tàu, nẫng tay trên kho báu của thuyền trưởng Flynn của lão. Vài câu nói ấy thôi cũng đã biến tất cả những khoảnh khắc vui vẻ giữa hai chú cháu trở nên giả tạo và vô nghĩa, làm cho Jim thẫn thờ không biết phải nói gì. Chuyến hải trình lúc này đã đi đến hồi kết, con tàu đã bay vào gần quỹ đạo của hành tinh One Piece. Trong khi cả đám thủy thủ đang hú hét trên boong thì Jim rời khỏi chỗ trốn, đen đủi thế nào lại gặp đúng Silver xuống lấy ống nhòm. Cậu bị lão dồn vào góc, nhưng kịp lấy cái kéo đâm hỏng chiếc chân máy của Silver rồi bỏ chạy, trốn vào phòng thuyền trưởng và tiến sĩ Tuất rồi khóa trái cửa. Thôi thì đằng nào cũng không giấu nổi nữa, lão Silver ra hiệu lệnh cho đám thủy thủ đầu trâu mặt ngựa cướp tàu luôn, mở kho vũ khí đồng thời treo cờ cướp biển lên khoe thông thạo. Trong phòng thuyền trưởng, cả ba người còn lại cũng đang gấp rút tìm phương án ứng phó. Ngay khi đám cướp biển phá được cửa phòng, chúng nhận ra ba người kia đã chạy thoát bằng một lỗ khoét dưới sàn nhà. Một cuộc truy đuổi diễn ra, Jim, thuyền trưởng và tiến sĩ Tuất phải vừa chiến đấu vừa chạy đến chỗ thuyền con. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng ấy, con Pokemon của lão Silver vẫn nghĩ đây là một trò chơi, ăn cắp quả cầu của Jim để trêu chọc cậu. Lão cướp biển cố dụ con quái vật đưa quả cầu cho mình, Jim cũng thế. Tất nhiên là sinh vật dở hơi này không có đủ khả năng tư duy để hiểu được bản chất vấn đề, nên giấu quả cầu vào đám dây thừng. Jim nhanh tay nhanh chân bốc được quả cầu trước rồi chạy. Lão già định rút súng bắn Jim, nhưng cuối cùng thì vẫn không đành lòng xuống tay với cậu nhóc. Jim chạy về thuyền nhỏ, vừa kịp lúc hai người kia trốn đi, chạy trốn ẩn náu dưới hành tinh One Piece. Một thằng cướp biển định dùng đại bác bắn bỏ mẹ ba người, nhưng bị lão Silver làm trạch tay vì sợ làm hỏng luôn cả cái bản đồ kho báu. Viên đạn dù lệch tâm nhưng vẫn bắn trúng đuôi thuyền của ba người kia, không chỉ làm thuyền trưởng trọng thương mà còn phá hủy hoàn toàn động cơ, khiến con thuyền tiếp đất không được êm ái cho lắm. Jim mở tấm bản đồ lên xem thì hóa ra đó chỉ là con Pokemon biến thành. Mày có chắc là mày không về phe bọn kia không đấy? Tấm bản đồ vẫn còn ở trên tàu, ba người đưa nhau đi trốn. Tiến sĩ Tuất ở lại chăm sóc vết thương của thuyền trưởng, trong khi Jim được giao nhiệm vụ tìm một vị trí ẩn náu thích hợp hơn. Cậu bắt gặp một người máy tên Ben, đặc điểm lập trình là lắm mồm, bộ nhớ thì đang trục trặc ít nhiều, nói chung là 90% vô dụng. Ben nói mình đã mắc kẹt ở đây từ khi thuyền trưởng Flynn biến mất. Jim định hỏi Ben về kho báu, nhưng như tôi đã nói rồi đấy, bộ nhớ trục trặc, nói đúng hơn là bị mất con mẹ luôn, nên Ben chỉ làm nhảm vài từ rồi chập mạch luôn. Jim định bỏ đi, nhưng thấy tội cho con robot quá nên dẫn nó đi cùng. May nhá, con robot có một cái nhà trông có vẻ là trốn được. Jim đưa tiến sĩ Tuất và thuyền trưởng về đấy cố thủ. Chưa kịp thở thì Ben đã nhìn thấy đám cướp biển từ phía xa. Và cũng như con Pokemon của Silver, Ben làm đéo có khả năng tư duy, khiến cho cả lũ bị lộ vị trí. Nhóm của Jim bị bao vây, nhưng lão Silver đã đứng ra đòi đàm phán. Lão vẫn chưa biết quả cầu bản đồ đang ở trên tàu. Lão cướp biển già cố thanh minh với Jim rằng những gì lão nói với đám thủy thủ đoàn trên tàu đều là xạo chó để bảo vệ cậu. Lão có quan tâm đến Jim thật. Giờ thì lão muốn Jim sâu cái bản đồ ra, rồi tất cả sẽ cùng chia đều kho báu. Tất nhiên là Jim tin. Tin thế đéo là được. Cậu khiêu khích lão già, lão gia hạn cho cậu đến sáng mai phải hợp tác, không lão sẽ lấy đại bác bắn bỏ mẹ tất cả những người đang trốn. Khó đấy nhở, Jim làm gì có gì để mà nộp cho lão. Và đương nhiên là không nộp thì chết, mà nộp thì cũng chết. Robot Ben chỉ cho cậu cửa hậu, một đường hầm máy móc nhiều ngã rẽ chạy khắp hành tinh, đi móc lốp bọn cướp biển. Jim ăn cắp thuyền nhỏ của đám cướp biển để về tàu lớn, giao cho Ben nhiệm vụ phá đại bác của tàu, còn cậu sẽ đi tìm tấm bản đồ. Jim hoàn thành tốt phần việc của mình, còn dĩ nhiên là Ben thì không. Ben rút nhầm dây, làm còi báo động của tàu hú lên. Nếu tôi mà là Jim thì về đến nhà kiểu gì Ben cũng lên chợ trời. Jim tính bỏ chạy, nhưng đen cái là thằng nhện là người ở lại canh tàu. Giờ thì không còn Silver để bảo vệ Jim nữa. Jim bỏ chạy chối chết, nhưng hai chân thoát thằng sáu chân thì đéo nào được.
Trong lúc Jim sắp đi bán muối, Ben không hiểu vô tình hay cố ý rút con mẹ phích của máy tạo trọng lực trên tàu, làm tất cả mọi thứ bay lên, giải vây cho Jim. Sau một hồi giằng co, Jim may mắn đẩy được thằng nhện ra khỏi tàu, làm hắn trôi ra ngoài không gian y như cái cách nó đã giết ông thuyền phó. Vừa lúc ấy thì Ben thông báo đã thành công phá được đại bác của tàu. Còn phá thêm cái gì nữa thì chắc chỉ có giời mới biết. Jim trở về chỗ trú ẩn thì phát hiện ra đám cướp biển đã rình mò trong này từ bao giờ, bắt cả tiến sĩ Tuất lẫn thuyền trưởng làm con tin. Jim bị tước mất quả cầu, nhưng đoán xem ở đấy ngoài Jim ra có ai biết mở nó thành bản đồ không? Làm đéo có. Tấm bản đồ biến thành một tia sáng chỉ đường dẫn đến điểm chôn kho báu. Lão Silver định trói tim lại cùng với hai người kia, nhưng cậu tắt cỗ quả cầu. Làm gì có chuyện dễ gạt dò cậu đi như thế. Đám cướp biển đành phải dẫn tất cả mọi người cùng đi. Ôi, gần đến kho báu rồi. Cơ mà phía sau lùm cây chỉ là một vách đá hướng xuống vực sâu hun hút. Đúng ý luôn. Hướng về những ngôi sao và vực sâu theo nghĩa đen luôn nhá. Tất nhiên là đám cướp biển không thích thế. Nhưng đến cả Jim cũng có lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này đâu. Trong lúc xô sát, cậu tìm thấy một cái hốc đủ để nhét quả cầu vào. Một cỗ máy gì đó được kích hoạt, mở ra cánh cổng không gian, nối liền với một địa điểm cách đây nửa dải ngân hà. Jim và Silver bấm vào nghịch thử, thì phát hiện ra với cỗ máy này, cậu có thể đến bất cứ đâu được đánh dấu trên bản đồ chỉ với một nút ấn. Đấy chính là phương tiện giúp cho vua hải tặc có thể thoát ẩn thoát hiện khắp dải ngân hà năm xưa, cướp bóc để rồi biến đi quay về tùy ý. Thế nhưng kho báu của lão ở đâu? Đơn giản thôi, chính là ở lõi của hành tinh này. Nghe thấy thế, bọn não tôm thủy thủ đã lăng xăng xẻng cuốc gậy guộc để đào sới. Nhưng toàn bộ bề mặt của nơi này hoàn toàn là kim loại không thể xuyên thủng. Ngu thế, mở cổng dẫn đến đấy là xong. Jim bấm nút, mở cánh cổng không gian nối liền với lõi hành tinh. Lão Silver cũng theo sau, nhưng đen cái là bị dẫm vào một cái bẫy gì đó. The One Piece is real. Lõi hành tinh được phủ đầy vàng bạc đá quý, kim cương vương liệm của cả ngàn thế giới. Trong lúc cả Silver lẫn toán cướp biển của lão đang say mê với kho báu, Jim và Ben đã tìm thấy con tàu huyền thoại của vua hải tặc cùng với bộ xương khô của lão vẫn đang ngồi chễm chệ trên ghế thuyền trưởng. Jim thấy trong bàn tay xương sẩu của vua hải tặc vẫn đang nắm chặt một cái gì đó. Thật bất ngờ, đó chính là phần bộ nhớ mà Ben nói là đã làm mất. Cậu gắn lại bộ nhớ cho Ben, làm cho thằng robot có thể sử dụng lại các dữ liệu gốc và chức năng cũ. Giờ thì Ben đã có thể nhớ ra được tất cả mọi chuyện về Flynn, về kho báu, về hành tinh One Piece và tất nhiên là về cả cái bẫy mà lão Flynn đã cài sẵn để đéo có bố con thằng nào húp được một xu nào của lão. Chờ đã, bẫy á? Việc lão tháo con mẹ nó bộ nhớ của Ben chính là để không ai biết được điều đó trước khi quá muộn. Và giờ thì đúng là quá muộn thật. Cả hành tinh bắt đầu phát nổ. Đấy, tìm kho báu của Roger thì không tìm, lao vào lão Flynn này làm cái mẹ gì. Jim bắt Ben chạy đi giải cứu cho tiến sĩ Tuất và thuyền trưởng, còn cậu sẽ ở lại bách con tàu của Flynn về. Lõi hành tinh nứt toác, làm kho báu chảy xuống biển dung nham phía dưới. Lũ thủy thủ của lão Silver đứa thì chạy, đứa thì rơi xuống dung nham chết mất xác. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, lão đã nhìn thấy Jim đang cố khởi động con tàu cướp biển cũ. Cùng lúc đó, ở phía bên ngoài, tiến sĩ Tuất nhận ra bọn cướp biển này cũng đếch đáng sợ lắm. Bằng chứng là chúng nó chói ông lỏng đến mức rút tay ra dễ như ăn kẹo. Ông thó được khẩu súng, uy hiếp thằng béo đang canh giữ cả hai người. Trong lõi hành tinh, Jim đã khởi động con tàu thành công. Lão Silver cũng đã trèo được lên tàu. Hai người tranh cãi, nhưng chưa kịp lao vào chém nhau thì con tàu đã bị một tia sáng thình lình cắt qua, làm cả hai văng đi mất. Jim rơi xuống vực, phải bám vào một gờ kim loại mới thoát chết, nhưng cũng không thể leo lên bằng bất cứ cách nào. Con tàu thì vẫn tiếp tục bị luồng sáng laser kia cắt qua nếu lão Silver không lấy tay giữ lại. Giờ thì lão già phải đưa ra lựa chọn, bỏ mặc Jim để giữ lấy con tàu và một phần của kho báu, hay là bỏ cho con tàu bị phá hủy để cứu lấy Jim. Lão buộc phải chọn nhanh lên. Cuối cùng thì tình cảm mà lão dành cho cậu nhóc đã chiến thắng. Silver buông tay khỏi con tàu cướp biển, chạy lại kéo Jim lên, mặc cho con tàu chở theo hoài bão cả đời của mình bị phá hủy ngay trước mắt. Cả hai chạy qua cổng không gian để về bề mặt hành tinh, thì Ben và hai người kia đã mang con tàu lớn hạ cánh xuống cứu. Nhưng chỉ còn 2 phút nữa là cả hành tinh sẽ nổ banh chành thật. Giữa lúc khó lại gặp cái eo, một mảnh vỡ của hành tinh bay đến xé toạc cánh buồm của con tàu, khiến việc chạy thoát khỏi vụ nổ trở thành bất khả thi. Tất nhiên là bất khả thi với người khác chứ không phải với Jim. Cậu nhớ ra cánh cổng không gian vẫn còn hoạt động, giờ chỉ cần quay lại đó, nhưng phải có người đi trước để bấm nút đổi điểm đến sang bất cứ đâu ngoài lõi hành tinh đang phát nổ. Việc này đương nhiên chỉ có Jim là làm được. Cậu thu thập vài linh kiện cũ trên con tàu để Silver giúp cậu hàn lại thành một chiếc ván bay tự chế. Năng lực của thành viên cộm cán tới từ băng tổ lái phái đua xe giúp Jim lạng lách qua mọi nguy hiểm, ấn nút kịp lúc, mở cổng trở về cảng không gian nơi mà chuyến hành trình bắt đầu, cứu sống tất cả mọi người. Tiến sĩ Tuất và thuyền trưởng ôm nhau vui sướng, còn lão Silver thì bốc hơi luôn. Lần này thì Jim có thể hiểu được, nếu Silver ở lại, lão sẽ biến từ rách thành Ngô Diệt Phàm, ngồi tù mọt kiếp. Silver hỏi Jim có muốn đi cùng lão không, nhưng cậu từ chối. Jim còn có mẹ ở nhà, còn tương lai phía trước cần cậu tự vạch đường mà đi. Lão Silver ôm cậu lần cuối, giao con Pokemon lại cho Jim chăm sóc, chia cho cậu một phần nhỏ của kho báu mà lão giấu được ở trong túi, coi như đền bù cho cái nhà trọ của hai mẹ con Jim, rồi lên thuyền chim cút trước khi công an đến bắt. Một thời gian sau, bằng số của cải mà Silver chia cho Jim, mẹ cậu đã xây lại được nhà trọ, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Ben được Jim mang về phụ việc cho mẹ. Tiến sĩ Tuất và thuyền trưởng lấy nhau, đẻ một lèo 4 đứa con kháu khỉnh. Tiệc đang bốc thì ông Can gọi cửa. Bỏ mẹ Jim lại đi tổ lái à?
Không, lần này Jim quay về không phải với tư cách của một thằng hung thần xa lộ, mà là một sĩ quan tốt nghiệp Học viện Hàng hải Không gian. Tất cả mọi người tiếp tục ăn mừng. Một trang mới của cuộc đời đã mở ra trước mắt họ. Tất cả đều là nhờ chuyến hành trình năm đó Jim đồng hành cùng lão cướp biển già. Và đó là Recap Treasure Planet. Tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.